Nổ súng giải quyết mâu thuẫn, một người chết, một thương bị thương. Nổ súng xảy ra giữa hai nhóm thanh niên khiến hai người bị thương, trong đó một người tử vong trên đường đi cấp cứu. Công an tỉnh Khánh Hòa đang truy lùng các đối tượng liên quan đến vụ nổ súng xảy ra vào đêm trước đó tại xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh, khiến hai người thương vong. Theo nguồn tin, vào đêm ngày 9 tháng 5, một nhóm thanh niên khoảng 8 đến 9 người đi trên hai xe ô tô, mang theo súng và một nhóm thanh niên khác hẹn gặp nhau tại tỉnh Lộ 2, phía trước hội trường thôn Cẩm Sơn, xã Diên Thọ, Diên Khánh để giải quyết mâu thuẫn. Khoảng lúc 18 giờ 50 phút, người dân sinh sống trong khu vực bàng hoàng khi nghe thấy nhiều tiếng súng nổ cùng những tiếng la hét. Khi tới hiện trường, người dân phát hiện hai thanh niên nằm gục trên rãnh thoát nước ven đường, trên người bê bết máu với những vết thương nghi do đạn bắn, liền đưa hai nạn nhân đi cấp cứu. Một trong hai nạn nhân được xác định là HVT, có các vết thương ở đùi và ổ bụng đã tử vong trên đường tới bệnh viện, nạn nhân còn lại, chưa rõ danh tính, bị thương phần mềm, đang được điều trị. Sau khi gây án, nhóm đi trên ô tô rời khỏi hiện trường. Sau quá trình truy xét nhanh, cơ quan công an đã tạm giữ hai đối tượng. Quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng thu nhiều vật chứng liên quan, bao gồm các vỏ đạn.